Trên đây chính là bức chân dung của vua Bảo Đại được chụp từ năm ông 19 tuổi. Vua Bảo Đại ông có tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông sinh năm 1913 tại Kinh Thành Huế, là người con trai duy nhất của vua Khải Định và Từ Cung Hoàng Thái Hậu. Thưa quý vị, hôm nay mình xin giới thiệu đến quý vị về Dinh Bảo Đại ở tại Đà Lạt. Dinh Bảo Đại còn gọi là Kinh Palace 1. Dinh thì nó tọa lạc trên một đồi cao, cao trên 1.550m. Cảnh quan ở Dinh thì rất là đẹp. Và đây là dinh 1 nha quý vị. Có rừng thông bao quanh. Rất là nhiều cây thông luôn á quý vị. Cây thông thì rất là cao, cho nên cái đường đi vào dinh thì nó rất là mát mẻ. Khi mà nói về những địa điểm của vua Bảo Đại thì người đời thường nghĩ ngay đến hai dinh thự rất là tráng lệ, từng yêu bóng dáng ông vua cuối cùng của triều Nguyễn ở thành phố Ngàn Thông. Đó là dinh 1 và biệt điện mùa hè, đều xây theo kiến trúc cung đình nhưng mà mang đậm phong cách của Pháp. Đường đi chính vào cung điện thì được lót bằng đá với hai hàng cây thông cao vút rất là mát, và khuôn viên phía trước dinh thự là một vườn hoa đẹp mê mẩn luôn đó quý vị. Dinh 1 thì được xây rất là kiên cố bằng gạch và đá, mái lợp bằng ngói. Trong cái dinh 1 này thì nó gồm có một tầng hầm, một tầng trệt và một tầng lầu. Vua Bảo Đại là một vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, là một vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Và bây giờ mình chuẩn bị vào dinh để tham quan nghe quý vị. Diện tích là 818 m² với kiến trúc Pháp được chia thành một trệt một lầu và bao gồm 13 căn phòng lớn nhỏ khác nhau. Lầu 1 là bao gồm các phòng tiếp khách và phòng văn thư. Trên lầu 2 là bao gồm các phòng nghỉ ngơi, phòng hội họp và phòng thư giãn. Và căn phòng nơi quý đoàn hiện đang dừng chân là căn phòng đầu tiên dưới lầu 1. Xưa kia, quốc triều Bảo Đại đã dùng chính căn phòng này để tiếp những vị khách trong vương triều nhà Nguyễn. Và cũng ngay tại trong căn phòng này thì quý đoàn có thể quan sát. Trên đây chính là bức chân dung của vua Bảo Đại được chụp từ năm ông 19 tuổi. Vua Bảo Đại ông có tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông sinh năm 1913 tại Kinh Thành Huế, là người con trai duy nhất của vua Khải Định và Từ Cung Hoàng Thái Hậu. Và năm 1926, khi vua Khải Định băng hà, Thế tử Vĩnh Thụy chính thức nối ngôi vua cha khi tròn 13 tuổi và đã lấy niên hiệu là Bảo Đại. Và ngay sau khi lên ngôi, vua Bảo Đại đã giao mọi
việc trong triều đình cho hội đồng phụ chính và tiếp tục quay trở lại Pháp học tập. Cho đến năm 1932, khi tròn 19 tuổi, vị vua trẻ mới chính thức quay trở lại trị vì đất nước. Nhưng trong bối cảnh do người Pháp đô hộ, mọi quyền hành đều nằm trong tay người Pháp mà không nằm trong tay nhà vua. Và ý thức rõ mình chỉ là một vị vua hữu danh vô thực, nên sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, trước cửa ngõ Môn Kinh thành Huế, vua Bảo Đại đã đọc chiếu thoái vị và trao ấn kiến cho phái đoàn chính phủ Việt Minh. Và cùng với một câu nói rất nổi tiếng, chậm tha năm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ, thì ông đã chính thức trở thành công dân Vĩnh Thụy. Và kể từ đây, vương triều nhà Nguyễn đã chính thức kết thúc 143 năm trị vì và cũng kết thúc một nền chế độ phong kiến tại Việt Nam. Và ngay sau buổi chiều thoái vị năm 1945, công dân Vĩnh Thụy được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra Hà Nội làm cố vấn cho chính phủ lâm thời. Đầu năm 1949, nhận lời mời từ người Pháp, ông đã trở thành quốc trưởng của bốn tỉnh Tây Nguyên lúc bấy giờ, và ông đã lập ra hoàng triều Cư Thổ, và ông đã chọn Đà Lạt làm thủ phủ, sinh một làm trụ sở làm việc của mình trong vòng 6 năm, từ năm 1949 đến năm 1955. Và vào cuối năm 1955, khi ông Ngô Đình Diệm với sự can thiệp từ người Mỹ đã trở thành tổng thống đầu tiên của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và thông qua một cuộc trưng cầu dân ý thì đã lật đổ quốc triều Bảo Đại và tịch thu toàn bộ tài sản, trong đó bao gồm Dinh Một. Và kể từ sau biến cố lịch sử đó thì quốc triều Bảo Đại quyết định sang Pháp sống lưu vong. Và cho đến năm 1997, ông đã mất tại Pháp thọ 80 năm tuổi. Và ông cũng chính là một trong những vị vua thọ nhất trong 13 vị vua của vương triều nhà Nguyễn. Sinh thời, trong cuộc đời của vua Bảo Đại, ông có 8 người vợ và 13 người con. Nhưng trong 8 người vợ này thì chỉ có người vợ chính cung duy nhất được triều đình nhà Nguyễn công nhận, đó chính là Nam Phương Hoàng hậu. Và bà cũng chính là vị hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Nam Phương Hoàng hậu, bà có tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan. Bà sinh năm 1914 tại Gò Công, Tiền Giang. Bà là con gái của đại đền chủ Nguyễn Hữu Hào, là một gia đình công giáo và giàu có bậc nhất xứ sở Nam Kỳ thời bấy giờ. Vào năm 1934, khi tròn 20 tuổi, bà đã được kết hôn cùng với vua Bảo Đại. Và sau khi kết hôn, bà đã hạ sinh được 5 người con, 2 hoàng tử và 3 cô công chúa. Tuy nhiên, vào năm 1947, do thời kỳ chiến tranh ngày càng gay gắt, và để đảm bảo an toàn cho các con của mình, nên bà đã quyết định đưa 5 người con của mình sang đất Pháp sinh sống. Và vào năm 1963, thì bà đã mất tại Pháp sau một cơn đau tim đột ngột, hưởng dương 49 tuổi. Và hiện nay, mộ phần của Nam Phương Hoàng hậu vẫn nằm lại trên đất Pháp. Còn về các người con của vua Bảo Đại cùng với Nam Phương Hoàng hậu, thì hai người con trai, đó là Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long thì đã qua đời vào năm 2007, và nhị hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Thắng thì mới qua đời vào tháng 3 năm 2017 vừa qua. Cho tới hiện tại, chỉ còn lại ba cô công chúa Phương Mai, Phương Dung, Phương Liên vẫn đang sinh sống trên đất Pháp và tuổi đời đã trên 70. Và có một điều là hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ ngày đặt chân sang đất Pháp thì họ cũng chưa bao giờ quay trở lại Việt Nam thêm một lần nào nữa. Dạ vâng ạ, đó là một số thông tin về gia đình hoàng gia, cũng như một số thông tin về ngôi biệt thự. Còn sau đây là phần tham quan tự do của quý đoàn. Chúc quý đoàn có một chuyến tham quan tại Dinh Một thật vui vẻ, thật nhiều ý nghĩa. Dạ, xin chào. Cùng di chuyển đến đâu?